Hello mọi người nha. Lâu rồi mình không ra video cho mọi người xem mọi người ơi. Hiện tại thì mình đang ở An Sương mọi người ơi. Thì ngày hôm qua mình ở Đà Lạt mình xuống đêm 10 giờ Đà Lạt mình xuống tới sáng 5 giờ sáng. 5 giờ sáng là mình chạy ra ngoài An Sương mọi người. Ra bãi đậu xe mình đậu. Rồi tối nay mình lên. Thì một tuần thường một tuần nó có rớt tại một ngày mọi người. Thì bữa nay là mình rớt tại từ sau là xe khác rớt. Rồi mình xuống này đi với ship của mình, shipper của mình. Rồi, ship đi với gái rồi, ship đi gọi là đi du mục với gái rồi mọi người, đi giao lưu với gái rồi. Ủa, con mình ở đây à. Sớm này mình ngủ trên xe mọi người, ngủ trên xe tới 9 giờ, từ 5 giờ sáng ngủ tới 9 giờ xong cái nóng cái mình đi ra ngoài nhà nghỉ kế bên nè mọi người, đó nhà nghỉ đó mọi người, nó cũng gần đây thôi, ra nhà nghỉ xong cái mình ngủ, đi nhà nghỉ cái mình mua đồ ăn chứ, mua một hộp bún, trong vòng ra chợ á, có cái chợ nhỏ ở đây nè mọi người, cái mua hộp bún với chai nước, xong cái đem vô nhà nghỉ mình ăn, mình uống xong ngủ từ giờ tắm rửa xong mới ra xe giờ. Bây giờ là 8 giờ rồi mọi người. Thì khoảng 9 giờ rưỡi á mọi người. Sau đó mình chạy đi đón khách nha mọi người ơi. Thì mình tới mình chạy đi đón khách rồi mình rước cái ship mình luôn. Ship mình đang giao lưu với mấy chị em phụ nữ nào á. Chả biết ship biết gì sao mình biết được. Chỉ biết là giao lưu với mấy chị em phụ nữ thôi. Đây là xe mình đậu gần cái bãi xe này là kế mà ngoài đường luôn các bạn. Ở đây là cái đường ngoài này là đường Quang Trung nè bạn. Đường lên cầu vượt Quang Trung nè. Có cái bờ tường ở cái bờ, đúng rồi bờ rào này. Ra đây là đường thẳng lên cầu vượt Quang Trung. Cách cầu vượt Quang Trung có hình như có mấy trăm mét nè các bạn ơi. Cũng gần nè. Đây là mấy bãi xe tải nè mọi người. Giờ mình đón khách xong cái mình nè. Mình tối mình ra bến xe miền Đông mình đăng tài đăng lệnh cái mình đi thôi mọi người. Tại xe này cũng rộng lắm, có không đến nỗi nào rộng nhiều. Rồi thôi mình lên xe mọi người ơi, bây giờ ngồi dưới đây hút điếu thuốc. Rồi lên xe thôi, mở điện cho nó sáng lên cái mọi người ơi. Ây da, đây là con xe mình điều khiển cho mọi người, mở điện lên cho nó sáng xíu vai. Đây là phòng toilet nè, mấy bóng đèn luôn nè. Đó. Đây toàn bóng đèn không mọi người. Đây là thắng từ thôi, thắng từ nè, nhấn đây nè, thắng mấy con từ, một tắt là thắng không có từ, thắng bố thường, tắt là thắng bố thường, nhấn vô đây là từ, nó hoạt động, vừa bố vừa từ luôn, chạy rất là an toàn hơn xe ngày xưa, xe ngày xưa thì chỉ có bố thôi mọi người, bây giờ cộng thêm từ nữa thì nó an toàn hơn nhiều. Rồi. Máy đèn hông nè mọi người, mở lên sáng. Đó. Quạt hút ăn sao nếu có mùi, còn có mùi thôi hiểu không? Đó. Đèn trước là thế. Đó. Rồi này lo hát nhạc thôi, lo đây lo trước lo sau. Rồi lạnh auto tự động, lạnh thay chỉ điều chỉnh mình đây, lúc bạn lên xuống này lúc nguồn thôi. Rồi bộ đồ rồi sớm là mình ra cho nghỉ mình ngủ chụp ra đi hồi gói gọn lại để tai nghe của mình đây mọi người, chụp sạc dự phòng. Đây là khăn lau mặt chút, mình rửa giặt cái khăn lau mặt luôn cho nó sạch sẽ luôn. Nón ở khăn là lau tay, cái khăn này là để lau quay lăng đó, chút giặt luôn. Ở sao phòng toilet ở sao có chỗ giặt. Còn đây là cái ly nước của mình. Đây, nước uống trà. Nước này để hành trà mình uống nè. Mình uống cái ly này nè, để cho nó gọn mọi người, để vô nó chết.
chạy tưng, nó không có văng nước nè. Đó, bạn thấy không? Tiện lợi không? Bấm chuyển lên. Nón nải thì giấy tay, giấy tay của mình có ngứa tay thì giấy, dây sạc, khẩu trang, cạo râu đó. Mình thì hai ngày mình cạo một lần, tức đêm nhiều có râu ra lắm các bạn. Hai ngày hoặc có hai ngày mình cạo một lần vậy đó. Rồi ai da, rồi bên đây thì cái đèn này, cái đèn này là hơi, còn cái này là dầu, còn cái này là ure, ô nhiễm môi trường á, cho nó trả ure cho nó không ô nhiễm của môi trường, khí độc rồi ra mọi người nữa. Xe là mới giờ nó qua có ure rồi. Còn đây bình trà của mình, trà nấu đây, đây là kính nhạc, âm thanh nhạc xe đó. Đây là định vị, nó hộp đen nè mọi người, hộp đen lúc nào cũng mở nè, 24/24 nè. Đây là cái đèn led đằng trước nè, đèn đó, đó là led đằng trước đó mọi người, đó, đèn led đó, đèn tên của công ty á, tiếng Anh á, đó, tắt, nào chạy mở, rồi, mình sao đây thì mình có câu một ổ điện, cái đường điện mình sạc điện thoại đó, đó. Đó, sạc điện thoại đồ xài gì xài đó, câu qua một cọng dây qua là cho ship của mình đó, ship mình ngồi đây. Cho ship mình có xài gì xài, cái này ở đâu để cà phê có ship mình nè, rồi dắt điện thoại luôn nè, dắt điện thoại luôn nè, mở này bành ra nè, đó, dắt điện thoại luôn, ship mình giữ không, tiện nghi có ship mình nè, còn hơn của mình luôn. Đây cho mọi người, cái này là cái mic, mic mình quay TikTok. Nói chung là làm công việc nào cũng vậy á mọi người ơi, nó phải có cái, nó phải có cái niềm đam mê á mọi người. Chạy xe thì một phần, một phần là đam mê, là quay rồi mạng xã hội đâu mọi người, cho nó công việc mình hàng ngày đâu làm sao nó giải trí đỡ buồn thôi mà, chứ cũng chả có lợi ích gì hết. Nói chung là mình làm để có, phải có cái công, có công việc giải trí đó cho đỡ đỡ buồn. Đây bây giờ mình chế miếng trà mình uống đây, đây nhấn nút đó, đó là miếng trà uống. Đâu rồi mọi người, không có xem video của mình đúng không, mình cũng nhớ mọi người nhiều lắm, rất là nhớ. Rồi mình đóng cửa lại, mình đóng cửa lại đó, ok cho mọi người. Rồi anh vào trong này, thu hút của mình này nè, thu hút của mình mua lần mấy gói luôn nè đó. Mình thì hút Sài Gòn bạc không à, hút rất là rẻ tiền nha mọi người, tiết kiệm được. Cái này hút nhiều quá nó không tốt, cho nên mình hút mình có thôi, hút rẻ tiền thôi. Cái này có hơn 10.000 gói thôi, không có nào cũng nhiều tiền đó. Rồi đây là cái bọc để giày dép cho khách nè mọi người, để giày dép cho khách đó, khách lên là cái xong rồi mình mở app ra, có cái app điện thoại, trong điện thoại của mình đó, nhắn đây nè, mở cái app ra xong rồi mình hỏi ta số điện thoại, người ta số mấy đuôi để mình biết cái người đó đó, hoặc là tên gì đó, là mình chỉ giường cho người ta nằm. Mình lấy dép, mình lấy cái bọc à, bọc dép nè, mình bỏ vô đó, lấy một dép mình bỏ vô xong mình chỉ giường cho người ta nằm. Giường đó thì mọi người biết sao không, bên đây là A, bên đây là B, ở dưới là số chẵn, ở trên là số lẻ, vậy thôi. Bên đây là B, ở dưới số chẵn, trên số lẻ, ở dưới số lẻ, trên số chẵn, xin lỗi mọi người đó. Đơn giản thôi, nói chung là đi quen thì mình nhớ số giường này, nhìn cái là biết rồi đó, mình chỉ giường cho người ta. Tại đây các bạn biết sao, ở đây có số giường nhưng mà khách người ta không có để ý, không nhìn, là cái số giường rất là nhỏ mọi người, cái số á, số giường á rất là nhỏ. Nào mọi người coi như vậy nè, đây là số giường nè, nếu người nào để ý kỹ á, thì vô nó nhìn được. Vậy mà khách người ta không biết số giường luôn nè, cái giường này là A2 nè đó, còn cái giường dưới là A1 nè đó, cứ vậy để tính tới 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó là giường A.
còn B là bên đây thôi, một nè các bạn, rồi B màu nè, một nè, dưới là một nè, là hai, rồi 3 4 5 6 7 8 9 10 gì đó, vậy thôi, nó cũng đơn giản lắm mọi người. Rồi bây giờ mình cắt các dụng cụ cá nhân, đem đồ ra sau giặt, thôi đem đồ sau cái khăn giặt luôn. Rồi các bạn thấy không, cung điện di động không, gói sửa lại là cái gói cho khách nằm, cái gói này để vô đây là dính cứng luôn mọi người, nó có ấy mền chút xếp lại rồi. Rồi đi lại làm sao, cái áo mình chú mình mặc vô nè, hồi sớm là mình lấy ra để cho nó thẳng, mọi người treo lên cho nó thẳng á, nó không có nhăn nheo á, tại mình bỏ trong vỏ đồ á nó sẽ nhăn á đó. Đồ dụng cụ của mình đây. Rồi rồi ok mọi người, đâu rồi, ok mọi người, đây là đồ dơ của mình đây, đây đồ dơ cho nó gọn nghĩa là đi, quần dơ áo dơ thay ra đó đó mọi người. Rồi để vào đây đi, còn cái này là cái bọc ha. Rồi thuốc có một tay à, có một tay à, cầm nó cực lắm, còn thuốc uống như cái này chúng mình đem lấy ra mình dán nhất người rồi mọi người, người nhất rồi đó, lấy làm dán. Nói chung mình đi làm thì phải, nó phải có bảo đảm sức khỏe mọi người, mình phải thủ thuốc men rồi đau bụng nhức đầu đó, làm tài xế nó cũng phải quan, công việc nó cũng quan trọng lắm chứ, theo mình nghĩ là quan trọng theo mình thôi các bạn, chứ không phải cái gì đâu. Ví dụ như mình đi trong một chuyến hành trình đó mình bị cái gì đó là sao được, mình ngồi trên xe rất là nguy hiểm mọi người đó, cho nên là mình thủ sẵn trước hết, mình phải thủ sẵn trước khi những gì đã xảy ra, hiểu không, chứ không phải là nước tới đích, nước tới chừng mới nhảy. Rồi còn cái vỏ này thì sớm tại mình đi ra mình có cái vỏ nhỏ này, tại mình đi ra nhà nghỉ mình ngủ có nó mang theo dụng cụ đồ á, cá nhân đồ á, thì mình lấy ra dây sạc cho anh bỏ lại. Đây là các bạn biết gì không, đây là xịt hơi cay, đây xịt hơi cay, mình cũng có máy chay nhỏ như lớn thôi, mình phòng ngừa xảy có chuyện gì xảy ra các bạn, ví dụ như va chạm đồ này kia nọ đồ, hay là có người kiếm chuyện đi đêm đồ á, thì mình có cách mình xử lý mọi người. Nói chung phải có cái sự mà bảo vệ bản thân mình, chứ không phải là đánh đập ai, chứ không phải là làm gì ai mọi người. Ví dụ như bây giờ 4-5 thằng nó chặn đường bạn là nó xin tiền bạn là này kia, xe bạn đang lưu thông, hay là thằng nó kiếm chuyện gì bạn, là bạn nếu mà không có là làm sao, phải không, một mình có thể chống chọi được 4-5 thằng được không, nhưng mà có dụng cụ hỗ trợ rồi mọi người thì mình có thể mình chống chọi lại được, phải không, đó dãy dây để mình thoát khỏi cơn nguy hiểm lúc đó thôi. Nói chung phải có, mình phải tinh thần, trên tinh thần là lúc nào mình cũng phải chuẩn bị, cũng trên tinh thần cũng lúc nào cũng phải chuẩn bị là cái chuyện đó sẽ xảy ra, không biết lúc nào mọi người, chứ không phải là không có đâu nha, sẽ xảy ra không biết lúc nào thôi. Đây là nước, đây là nước suối nè mọi người, trong tủ lạnh nè đó, mình có mua sữa đâu, mua sữa nổi rồi uống được rồi. Bây giờ mình sẽ giặt nước này, bỏ vô đây đi, bây giờ mình sẽ giặt cái khăn đó mọi người. Đây là phòng toilet, phòng vệ sinh, để mình quay mình nha, đây là phòng vệ sinh, toilet thì cầu vệ sinh luôn trên xe luôn đó mọi người. Đây là giờ nước rửa tay, bây giờ mình sẽ giặt cái khăn mọi người. Thôi để mình tắt máy mình giặt cái khăn cái nha, cái một tay giặt cũng được. Bây giờ thì mình thay đồ mọi người ơi, thay đồ thôi, thay
mặc đồng phục chào mọi người ơi. Trước khi mình mặc đồng phục thì mình cũng phải khử cho một chút mùi thơm vào trong cơ thể mọi người, cho nó sự gọi là tự tin, cho nó cái sự tự tin đó mọi người. Tí xíu đó, đồng phục vào cái mít. Mình chỉ gắn cái mic cho các bạn, không biết các bạn nghe không đây nữa. Thôi. Đây. Là đồng phục. Rồi. Mình sẽ xịt một ít nước hoa. Đó. Nói chung là không phải gì đâu mọi người. Thì nói chung là chạy xe khách này á mọi người, rồi biết sao không, ít ra là cơ thể của mình vệ sinh sạch sẽ, nó thơm tho, tại mình tôn trọng khách hàng, mình phải sạch sẽ thơm tho, mình tiếp cận với nhiều người mình phải sạch sẽ chứ, để hôi, ví dụ như cơ thể cánh đồ nó sẽ hôi nữa, mình sẽ giao tiếp với người ta nó sẽ không có hay không mọi người, mình sẽ không có tự tin hơn đó mọi người, nó như vậy thôi. Cái này dán nhức lưng đó mọi người, miếng dán con cọp. Cái này mình thấy là mình xài cái này thường nè, cái này nó có tác dụng nè, dán rất là im ấm. Quên cởi áo ra mới dán được, nó nhức vai lắm mọi người, mình nó bị nhức lắm, chạy nhiều á, cầm cái que lăn thôi mà đã nhức rồi, kêu tài xế mà bốc hàng nữa mình thua nó thiệt các bạn, chạy đường xa nó phải chạy gần đâu, nghĩ sao tài xế cái bốc hàng thì thua đó, không làm nổi, anh em nào làm nổi thì cứ làm chứ. Đây, mình dán vô dán vô nó nóng nó rút ghê lắm mọi người. Đó. Tuyệt vời. Rồi. Cứ thế bên đây cũng vậy đó mọi người. Cái máy mà nó hoạt động nó chạy nhiều quá thì nó cũng phải gọi là nó xuống cấp chứ. Mình làm công việc nhiều quá thì nó cũng vậy thôi. Ok rồi. Đó. Làm gì làm mình phải là gọi là bảo vệ thân thể của mình, sức khỏe cho mình, để mình phục vụ hành khách cho tốt hơn. Đó. Tài xế thì nói chung là phải có sức khỏe mới được, chứ không phải như mà những công việc khác mà ví dụ như là mệt mỏi này kia cũng vẫn còn ráng được, còn tài xế mà mệt mỏi rất là nguy hiểm. Rồi mặc quần vô nha mọi người, mình có mặc quần cục ở trong đó nha, chứ không phải mình không có mặc quần, mình thật thay quần cho mọi người xem ở đây nha. Rồi cho con quay nịch vào, nịch này nó đeo mình mua chắc phải sao 7-8 năm nè, rất là bền nha mọi người. Đời muôn vàng lối nhau vì nó nghén nhau à mồ côi. Lâu rồi không gặp các bạn,
cũng rất nhớ các bạn vì công việc, cho nên mình cũng có thông báo các bạn là mình đã tạm thời một thời gian thôi. Rác để đây chút ra kia. Rồi, đồ này mình sẽ gói vào đây. Vào đây. Các bạn thấy chiếc xe giống như cái nhà mình đó. Mình phải sinh sống ở trên chiếc xe này. Bạn thấy không? Ăn ngủ trên chiếc xe, sinh sống trên chiếc xe, làm việc kiếm tiền trên chiếc xe. Đó. Nhà thì nó chỉ là nơi để mình tìm về giải lao thôi. Sao bảo này bao nhiêu ngày vất vả thôi chứ nhà là không có đẻ ra tiền. Nó là vậy mọi người, tính chất công việc mọi người mọi khác thì không có ai giống ai được đó. Rồi đó, các bạn thấy chưa? À, xong rồi đó, mình đã giờ là 7:30 rồi chứ. Bây giờ rồi. Rồi. Ây da. Đây là cục. Đây là cục sạc. Cắm vô đây đi. Bây giờ sạc thì sạc. Là dây sạc. Rồi. Đây là miếng dán. Thì để đây, có xài là xài thôi. Đó. Khoai lăng nè mọi người, căn mình nhúng nước sạch sẽ, giặt sạch sẽ thôi. Khoai lăng là lúc nào chạy á, mình tính của mình đó mọi người, là khoai lăng phải sạch. Khoai lăng không sạch không chạy được, tính mình là vậy. Khoai lăng mà không sạch là không xài được các bạn. Các bạn nghĩ sao mà đụng tới nó rít cái tay, nó khó chịu lắm, nó không thể nằm chạy được, cỡ nào cỡ. Chạy xe mình cũng phải có cái khăn ướt. Khăn phải khăn như vậy nè, chứ không phải là khăn giấy đâu. Khăn giấy nó lau mới sạch. Phải có khăn ướt để mình lau cái lăng ra mà nó sạch, không có cái độ trơn mồ hôi nữa các mọi người, mồ hôi trơn nó ra đó, mà cho sạch cái đó vậy được thì cầm vô cái lăng nó thoải mái, nó im ấm. Trời ơi, mình nói chuyện mình vừa quay nói xong cái mình không có chỉnh được cái camera, mọi người thông cảm mình nha. Nhớ mọi người lắm, yêu quý mọi người lắm á. Đó. Đó lại nữa. À, chưa. Ra sạch sẽ hết rồi. Đây giờ đây mình nhờ đỡ đây tí xíu nha mọi người. Lau cho nó sạch này. Lau cho nó sạch sẽ cái quầy lăng. Quầy lăng gọi là sạch chứ không có rít rắm mồ hôi không, là cầm vô mình cầm không được, không thể nào mình cầm được. Anh em nào chạy mà quay răng mà nó dơ nó rít đó thì chạy được thì mình cũng hay càng hay, chứ không mình không phải là mình kỹ đâu các mọi người, mình không phải mình là người sắc người kỹ đâu, nhưng mà cái là thì tùy theo thói quen của mỗi người. Anh em không, mình rất là dơ nhưng mà vô cái quay lăng á thì mình ngồi mình chạy thì quay lăng cho nó sạch, dù là bộ người mình dơ cũng được nhưng mà cái quay lăng nào mà sạch, nó không có mồ hôi không có rít rắm đó. Chứ không phải là mình sạch, là người mình sạch là mình phải chạy xe nó sạch ra, không phải đâu mọi người. Tùy theo cái sở thích, tùy theo cái bản tính của mọi người vậy đó. Mình là vậy đó. Mình dù có mình ở dơ đi nữa nhưng mà cái quay lăng xe của mình nó phải sạch. Đó, nó nói như vậy thôi. Chứ nó không có cái kiểu vẽ gì đâu. Ừ, lấy điểm này khi làm cho xe sạch ra kia. Không, xe mình cũng không có quan tâm nữa. Nhưng mà cái quay lăng là mình là quan tâm nhất nhất. Không phải sạch mọi người. Đó, nó sạch. Tại vì các bạn biết sao, mồ hôi cái tay nhá, thì nó thường hay ra, nó ra phải ra dơ cái nước mồ hôi qua đăng á, ra dơ cái nước mồ hôi thôi, mồ hôi mình ra nè, nó sẽ rít chừng cách chừng vài tiếng nó sẽ rít đó, nó rít nó dơ cái ba lăng thì đó, chừng một hai tiếng là cái mình lau sạch đó, lau tay khăn ướt lúc nào cũng vậy nè, là lau tay nè, ở chừng tiếng hai tiếng lau tay sạch sẽ nè, khỏi tiếng hai tiếng à, đó lau tay nó mát cái tay nè, sạch sẽ nè, là xong cái mình lau quay lăng đó, hoa lăng cứ chà vậy nè, chà hoài vậy nè, càng sạch. Rồi lau sạch sẽ rồi đó, các mình gấp vào đây đi ha mọi người.
cái khăn này là khăn lau xe, lau vòi lăn, còn cái khăn lau mặt của mình là riêng, để riêng nữa đó. Rồi mình sẽ để một góc này mọi người. Rồi mọi người thấy chưa đó. Sạch sẽ đó, vòi lăn sạch sẽ đó, sướng không? Điện thoại này là điện thoại làm việc, điện thoại này là điện thoại làm việc của mình. Điện thoại này nó theo mình lâu lắm rồi nè, khoảng 6-7 năm là mọi người. Màn hình bể luôn, mình lấy cái gì thôi mình bó màn hình mà nó vẫn chưa hư gì cho mọi người, vẫn xài bình thường nha đó. Thì mình đưa để lại là cái điện thoại này để công việc thôi, công việc liên hệ với đầu với mình thôi đó, công ty với mình này kia nọ thôi. Lúc nào cũng để 24/24 thôi, với công việc trên đường thôi à đó, chứ không có cá nhân điện thoại này, không có xài cá nhân, là công việc thôi đó. Mình sẽ dắt đó thôi mọi người, dắt cái này nè mọi người thấy chưa đó, dắt cái này nè. Ở đây là cái, các bạn biết sao không, đây là cái gió lạnh nè, nó ra cái điện thoại nè, mình mở hoài luôn cũng nó cũng không sao, nó mát điện thoại mọi người đó, thấy không, tiện nghi ha, mình phải nghiên cứu gì nè đó. Có cái giá đỡ cái điện thoại nè, phải để ngay cái lỗ máy lạnh cho nó thổi ra cho nó mát điện thoại, không có nóng điện thoại mọi người. Rồi nói chung là sơ lược về quá trình là chuẩn bị mình vận chuyển một chiếc xe thôi, sơ thôi chứ không có cụ thể cho mọi người xem thôi. Bây giờ thì video mình cũng xin kết thúc tại đây, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video nha, hẹn các bạn ở clip tiếp theo nha, bye bye các bạn rất nhiều, chào các bạn nhé. Rồi thôi lần cuối thì cũng chào các bạn nha, bye bye các bạn nha, bye bye.